là mẹ đưa tiền đi. Con ra lại đi. À, các anh chị và các bạn ơi, Bèo nhà em đang đòi chơi trò bán hàng và đòi mẹ quay phim. Thế con chào các cô chú đi Bèo. Con nói to lên các cô chú mới nghe. Wow. Thế này con bán gì đấy? Bán cái gì? Cái này là cái gì? Rau câu. Còn bên này? Con chỉ tới tận nơi đi, con chỉ tới tận nơi. Con cho các cô chú biết con bán cái gì. Con chỉ tay ví dụ như. Con ngồi xuống. Cái này là sữa. Nói với chị là em muốn ăn kem. Đây mẹ phụ em cho. Hơi lạnh đúng không? Các bạn thèm kem đây hả? Chị Hai ơi, chị Hai đóng cửa vào giúp mẹ với không lạnh. Gió quá. Ngồi đây em ơi. Bày đồ ra bán ở đây luôn các anh chị ơi. Ô, thế tiết mục này là tiết mục ăn kem hay tiết mục bán hàng đấy Bèo? Bèo muốn chơi trò bán hàng hay ăn kem đấy? Chị Hai bán đi. Con giới thiệu từng mặt hàng đi. Con lấy tay con chỉ đây là món gì. Các cô chú, đây là món bánh mì con học. Em còn bị... đây là món. Còn đây là món snack box. Hai cái. Snack box. Còn đây là snack box vị phô mai nè. À, đây là snack box vị phô mai. Còn đây là snack cà chua. À, đây là snack cà chua. Indonesia. Wow, con xếp lại chỗ cũ đi. Thôi em Bèo xếp đẹp nhờ. Còn đây là rau câu nè. Có đủ loại màu, màu tím, màu trắng, màu vàng và màu tím. À, rau câu. Còn đây là sữa. Sữa tươi có đường nè. Đâu mẹ xem nè. Sữa tươi có đường. Rồi các bé có chơi bán hàng không hay chơi ăn kem đấy? Con gọi cô ơi đi. Cô ơi bán cho con. 5 cơ, 2.000 không đủ tiền mua đâu, Bèo móc thêm đi. Mới mua món gì đấy? Rau câu. Rau câu. Bao nhiêu tiền đấy? 2.000. Làm gì mà 2.000? Nãy cô chủ quán bảo 5.000. Bé đưa thiếu rồi. Bé ra bé đưa thêm tiền cho cô chủ quán đi. Trả thêm đi. Kệ nha. Không trả tiền lấy luôn kẹo đi kìa. Kẹo. Eo kẹo chị Hai mua có 1.000 bán 4.000. Bán gì lời thế ạ?
À, bán cho khách nước ngoài hả? Con nãy em quên trả hả? Nãy khách mua quên trả tiền đúng không? Cô thấy các con ăn gì đấy? Con ăn sữa chua hả? Ai làm đấy? À, ngoài làm sữa chua hả? Có lạnh lắm không con? À, kem. Trời ơi, ông khách này có một đống kẹo luôn. Kẹo đâu mà nhiều thế hả ông khách? Ba. Ba hả? Ba mua. Ông khách ơi, ba mua. Đéo, ba mua kẹo một đống thế luôn á. Thế sao thế? Ông khách để làm gì? Khách để chơi à? Ăn không? Bèo ơi, ăn kẹo xong có đi đánh răng không? Đấy, thế thì sẽ bị sún răng hả ông khách hơn. Mà không đánh răng là bị sao béo? Bác sĩ. À đúng rồi, xuống răng phải gặp bác sĩ đó. Béo có muốn gặp bác sĩ không? Sao vậy? Sao vậy? Ở nhà rồi chứ bác sĩ có vẻ lắm hả? Thế sao béo không muốn gặp bác sĩ vậy? Bác sĩ có cho béo kẹo không? Có. Thế là thích bác sĩ quá chứ. Thích đâu sĩ nha. Thế bữa nào đi gặp bác sĩ nha. Chịu bác sĩ không? Sao thế? À mẹ bảo nè Béo ơi, tóc Béo dài rồi. Tóc của Béo dài lắm rồi. Mình đi cắt tóc đi. Không đi á? Sao vậy? Cắt tóc cho đẹp trai đi. Em cho chị nhiều mà.
mà chị lấy ít quá em buồn hả? Bây giờ tới lượt Beo bán hàng hả con? Con bán bao nhiêu món? Cắm nhầm bên. Beo bán bao nhiêu một món đấy, bao nhiêu tiền? Cháu nó cãi, nó giận nhau tí rồi nó lại hết luôn. Nó chuyện nó chơi trò. Hai ngàn, bé xòe 2.000 lại mẹ xem nào. À vậy hả. Thế bé bán cho các cô chú một bịch snack đi. Ôi nhưng mà các cô chú không có tiền. Đòi lại á. Các cô chú không có tiền, cho các cô chú được không? Cho nhá, thôi cho đi. Cho đi. Cho đi mà. Các cô chú không có tiền mà đói bụng quá. Cho nhá. Hai cục kẹo đấy là của chị Hai. Còn các cô chú không có tiền, cho các cô chú nhá. Thôi thế video của mẹ con mình đến đây ngưng nhá. Mẹ con mình đi ăn cơm nữa nhá. Hai con chào các cô chú đi. Bé chào đi con. Chào các cô chú. Cảm ơn đã xem video của con. Xin nhân dịp ngày 8 tháng 3 con chúc cô chú mạnh khỏe, xinh xắn và thành công trong công việc. Ngoại trừ nào nha. Không có xinh xắn nha. Cảm ơn con gái nha. Các bạn thích video của mình hãy vui lòng